Xin chào các bạn, đây là tình trạng vườn mai của mình 7 tháng tuổi mà bị ngập nước, ngâm nước nhé. Đấy. Hiện bây giờ thì nước nó ra rồi nhưng mà dưới rãnh vẫn còn nước này. Mình khơi, trước khi ngập mình khơi, mình đắp mô lên đây. Thế nhưng mà để mà nói thì đến bây giờ nước nó ngập ra coi như là phải rơi vào tầm 20 ngày, bà con cô bác ạ. 20 ngày là vừa mưa vừa ngập. Thế nhưng mà khi cây mai của mình 7 tháng tuổi thì nó vẫn cứ được như thế này. Tuy rằng lá nó không xanh, thế nhưng mà nó vẫn sống, chứ nó chưa, nó không không có dấu hiệu chết. Nếu như mà những cái cây mà được khoảng độ 1 tháng 2 tháng mà nó ngâm nước tầm khoảng 20 ngày mà ngâm ngập thì khả năng là chết. Thế và đây là mình cho bà con xem cái tình trạng xung quanh nhá. Đám này thì nó cao hơn, nó không bị ngập, không bị ngập tí nào đâu cô bác ạ. Thế nhưng mà đây ngô này, ấy ngô còn không lên được, ngô này trồng 1 tháng rồi đây, ấy ngô trồng 1 tháng, còn đậu đũa này, đấy, bên kia cũng là ngô, bên dưới này của mình nước vẫn cứ xỉnh xỉnh ra. Nhưng mà cây mai thì lá của nó vẫn vẫn tươi. Tóm lại là vẫn tươi, nó cũng không có nguy cơ là chết đâu, nhưng mà ngâm nước quá thì cũng là kém à. Thế còn đây là cái đám ngô. Đấy. Đám ngô tốt rồi mà bị ngập nước thì nó hỏng như thế này đây. Đấy cô bác ạ. Đấy. Ngô này thì cũng báo tiêu thôi à, còn nguyên cái búp. Nhưng mà bắp không ra được thì thua cái gì. Đấy, bà con ạ. Nhưng mà liền bờ của mình nhá, bên dưới thì là ngô này. Nước vẫn rãnh nước vẫn còn. Đây. Đấy, nước ấy. Nhưng mà cây mai của mình đây bà con cô bác anh chị. Nhìn này, cây mai của em Dung. Vẫn sống. Chứng tỏ là khi em Dung phổ biến với bà con cô bác anh chị là cây ngô sống được thì cây mai cũng sống được. Nhưng ngược trở lại là cây mai nó chịu nước hơn cây ngô. Đây. Minh chứng thực tế cô bác anh chị nhé. Vườn ngô này. Đấy. Vườn ngô liền bờ với em Dung nhá. Liền bờ với vườn mai nhá. Đây. Vườn mai đây. Đấy. Sức chịu đựng nước và sức chịu hạn của cây mai này nó quá đẳng cấp luôn. Khi mà nó nắng 5 tháng rồi cây ngô không lên được nhưng cây mai vẫn sống bình thường. Còn khi mà ngâm nước 20 ngày, vừa ngâm nước vừa mưa 20 ngày, cây ngô thì sắp chết nhưng cây mai vẫn như thế này đấy cô bác anh chị. Đấy. Thế nên là bà con cô bác anh chị, nhiều những người gọi điện hỏi em Dung và bảo em Dung là thế bây giờ cây mai nó có vườn mai thì 9 tháng rồi, có vườn mai là hơn 1 năm rồi, bị ngập nước thì làm như thế nào, liệu có cứu được không? Thưa bà con cô bác anh chị là tốt nhất là nhưng ngay bây giờ cô bác anh chị để nguyên kệ nó, đừng động chạm gì đến. Có cô bác anh chị bảo em là hay là anh chặt đi xong để cái gốc nó tỏi lên, mà tốt nhất cô bác anh chị đừng động đến. Khi chặt đến cái gốc cây mai là nó sẽ động chạm đến cái rễ của nó. Có người thì bảo là cuốc xăm nó lên xong rồi thì bón phân vào cho nó. Tốt nhất bây giờ bà con cô bác anh chị để nguyên bản cho em, đừng động chạm đến, bởi vì cái đất của nó bị ngập hàng 20 ngày, hàng nửa tháng thì nó rất là mềm. Bây giờ chúng ta lội vào là dẫm vào cái rễ non của cây nhá. Thế nên là cô bác anh chị hãy để nguyên cho em, cứ để nguyên xong rồi thì khi nó phục hồi lên thì xong bắt đầu chúng ta mới lại cắt tỉa những cái cành già đi ạ, xong rồi là để nó lại tròi cái mầm non ra, chứ bây giờ chúng ta đừng động chạm gì đến nó. Không phải bón phân, đừng lên chặt ngọn, cứ kệ cho nó nhé. Đây là cái video của em quay trực tiếp cái vườn của em là 7 tháng tuổi mà cũng bị ngập nước đấy ạ. Bị ngập nước 100% đây, coi như là cô bác anh chị nhìn vườn ngô kia liền cạnh bờ đấy. Đấy, cháy đi. Và đây là nó còn chưa nắng nhá, mới mấy bữa nay là tạnh không có mưa nữa. Trời này thì lại chuẩn bị đổ mưa đến nơi rồi cô bác anh chị. Đấy.
mây âm u, chuẩn bị đổ mưa đến nơi rồi. Nên mà tuy rằng là mặt luống này nó không còn nước nữa, nhưng mà nước thì vẫn ở dưới rãnh rất nhiều. Đấy, nhưng mà dẫm là vẫn thụt đấy ạ. Đây, rãnh nước này. Em khơi rãnh nhưng mà rãnh vẫn còn đầy nước này. Nên là bà con cô bác anh chị cứ để nguyên cho em nhá, đừng động chạm nhá. Như của em đây thì em thấy là khả năng là nguy cơ không làm sao, nó chỉ trột thôi ạ. Đấy, nước này, đấy. Nước vẫn em đi em đắp mô từng đống một. Cái ruộng này của em nó là ở chân ruộng một lúa, đáng nghĩa là bây giờ nó đang là cái vụ lúa đấy ạ. Thế nhưng mà em không trồng lúa mà em trồng cây mai. Thì cây mai của em mà năm nay nó mưa nhiều quá, ông trời năm nay mưa nhiều quá cô bác anh chị ạ, thế nên là nó mới thế này. Chứ là nếu mà như mọi năm nắng thì mọi năm em cấy lúa là em cứ phải bơm nước suốt à. Đấy, năm nay thì nước này đấy, mưa tạnh mưa hai hôm nay rồi mà nước đây này, mấy hôm nọ nó còn ngập bủm hết cả lên đấy cô bác anh chị ạ. Video của em chia sẻ cây mai trồng ở dưới trũng và bị ngập nước 20 ngày thì nó như thế nào. Đến đây là tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại bà con, cô bác, anh chị ở những chia sẻ tiếp theo.